Ban tổ chức concert Blackpink xin lỗi về bản đồ đường lưỡi bò cho biết đã làm việc với sở bộ. Công ty trách nhiệm hữu hạng âm nhạc IME, IME Việt Nam chính thức lên tiếng xin lỗi trước hình ảnh đường lưỡi bò. Ban tổ chức concert Blackpink xin lỗi công chúng. Chiều ngày 6 tháng 7, trước những nghi vấn về việc ban tổ chức concert Blackpink ủng hộ đường lưỡi bò, công ty trách nhiệm hữu hạn âm nhạc Việt Nam IME, IME Việt Nam đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Theo đó, đại diện IMI Việt Nam cho biết đã làm việc trực tiếp và gửi công văn giải trình lên Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các bộ ban ngành liên quan đến sự việc. IMI là một công ty giải trí đa quốc gia, được thành lập từ năm 2006 với hơn 11 văn phòng trên khắp châu Á, bao gồm Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Đài Loan, Hàn Quốc, Philippines, mang lại cơ hội thúc đẩy phát triển của ngành kinh tế giải trí và du lịch toàn cầu. Trang web lan truyền hình ảnh và trang web chung liên kết của văn phòng tại khu vực châu Á và không phải là website chính thức của công ty Việt Nam. Công ty hiện tại chưa có website chính thức hoạt động, đăng ký tên miền tại Việt Nam và chỉ hoạt động trên một số nền tảng mạng xã hội với định danh là IME Việt Nam. Về mục tiêu khi thành lập văn phòng tại Việt Nam và lý giải về hình ảnh bị lan truyền, ông Brian Cho, CEO IME cho biết Hình ảnh bản đồ trên website không đại diện cho lãnh thổ quốc gia nào và chúng tôi ý thức được việc tôn trọng chủ quyền và văn hóa của tất cả các quốc gia AMI có mặt. AMI đã nhanh chóng giả soát và cam kết thay thế những hình ảnh không phù hợp với người dân Việt Nam. Mục tiêu của AMI tại Việt Nam là mang đến cho người hâm mộ Việt Nam các chương trình và nghệ sĩ đỉnh cao của thế giới nên rất mong nhận được sự đón nhận và ủng hộ của chính quyền địa phương và người dân Việt Nam. Một lần nữa, chúng tôi muốn bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất cho sự hiểu lầm đáng tiếc này. Ban tổ chức Concert Blackpink cũng cho biết để đảm bảo có được phương án tổ chức thực hiện chương trình tốt nhất xứng tầm với một sự kiện quốc tế tại Việt Nam, công ty đang nỗ lực hết sức mình và tích cực phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan để hoàn thiện các thủ tục bổ sung chính thức cho chương trình. Cuối thông báo, công ty gửi lời xin lỗi vì khiến những thông tin lan truyền gây hiểu lầm trong dư luận. Trong thời gian tới, những thông tin về sự kiện sẽ được hé lộ nhiều hơn và AMI Việt Nam mong nhận được sự ủng hộ từ phía các đơn vị báo chí truyền thông sự chờ đón của người hâm mộ cũng như sự quan tâm và hỗ trợ từ các bên liên quan đơn vị này khẳng định